Chúng ta vừa xem đoạn video clip ngắn của Bệnh viện Hà Nội, rất tiếc là tiếng chưa có, nhưng dù sao đang nhìn được một vài hình ảnh bệnh viện. Ở đây có các bạn nào nghĩ rằng hay muốn chúng ta sẽ làm việc trong tòa nhà mới của Bệnh viện Việt Nam trong vài năm tới không ạ? Bạn nào muốn giơ tay ạ? Rất cảm ơn các bạn. Với các bạn sinh viên năm cuối thì đợt vừa rồi bệnh viện cũng đã nhận được một số hồ sơ của các bạn điều dưỡng ứng tuyển vào vị trí điều dưỡng tại Bệnh viện Việt Nam Hà Nội, và các bạn đã trúng tuyển. Hy vọng là trong đợt tới chúng ta có nhiều hồ sơ hơn nữa ứng tuyển được khác. Bệnh viện Việt Nam Hà Nội đang trong quá trình xây dựng và chuyển đổi từ nhà mới cũ sang nhà mới với mô hình từ 68 giường bệnh lên tới 170 giường bệnh, và mô hình nhân viên của Bệnh viện Việt Nam Hà Nội hiện tại đang là 370 người. Sang đến năm tới 2019-2020 sẽ lên tới 600 người. Chính vì vậy cơ hội việc làm rất là lớn cho chúng ta, đúng không ạ? Hôm nay rất là vinh dự được trường mời đến để tọa đàm cùng các bạn sinh viên ngành điều dưỡng, ngành dinh dưỡng, y tế công cộng và quản lý bệnh viện. Nội dung của chúng ta ngày hôm nay có 4 phần. Phần đầu là chúng ta sẽ nói về định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm và phần tọa đàm với nhà tuyển dụng. Phần trước khi ta vào phần định hướng nghề nghiệp thì để cho không khí sôi nổi một chút và để chúng ta gần gũi nhau hơn, chúng ta có thể cùng khởi động với nhau, đúng không ạ? Được ạ, xin mời tất cả các bạn đứng lên ạ. Chúng ta có thể bỏ túi sách, điện thoại sang bên cạnh một chút ạ. Đứng tại chỗ. Hai giờ chiều có thể là giờ hơi buồn ngủ một chút, đúng không ạ? Đứng lên một chút chúng ta sẽ thấy gần gũi nhau hơn, đỡ buồn ngủ hơn và giao lưu được hiệu quả hơn ạ. Xin mời tất cả. Rồi, chúng ta gần gũi nhau hơn chưa ạ? Rất là đơn giản, chúng ta sẽ quay về một hướng nhé, hai bên nhìn vào nhau ạ. Quay hàng một ạ, được không ạ? Nào, mỗi hàng quay về đây ạ. Tôi đứng ở giữa, quay về phía tôi đi ạ. Được chưa ạ? Mọi người quay về phía tôi ạ. Rồi, xin chào mọi người. Đấy chưa ạ? Chúng ta nên bỏ điện thoại xuống một chút ạ. Bỏ điện thoại xuống một chút ạ. Bỏ túi sách xuống một chút xíu thôi, chúng ta chỉ có 2 phút để động được. Nào, rất đơn giản, chúng ta đều là hướng tới công việc ở trong y, đúng không ạ? Điều dưỡng này, dinh dưỡng này, y tế công cộng và quản lý bệnh viện đều là hướng tới ngành y, làm trong bệnh viện. Và chính vì vậy chúng ta sẽ quán triệt tư tưởng về việc được chăm sóc người khác và được người khác chăm sóc, đúng không ạ? Thế làm thế nào để thưởng thức việc được chăm sóc người khác hay là được người khác chăm sóc? Chúng ta thử nhé. Nào, khi mà chúng ta có giận một chút xíu, sung lên thì chúng ta làm gì ạ? Khi sung lên lại, chúng ta đấm một người đằng trước, đúng không ạ? Thử đấm một người đằng trước. Nào, bạn này làm mẫu cho mình một chút nào. Nào, 12 bạn ra đây làm mẫu một tí xíu ạ. Đơn giản thôi. Nào, bạn khi sung lên, đấm một bạn này trước một chút xíu thôi nào. Đấm nhẹ hay đấm mạnh được gì ạ? Nào, bắt đầu sung lên nào. Đấy, đúng rồi ạ. Thế nhưng khi sung sướng thì làm thế nào? Mắt nào? Nào, khi sung sướng thì phải là một là sung thì chúng ta đấm vào lưng, hai là sướng thì chúng ta phải, và ba là vui vẻ thì chúng ta sẽ nào, các thử
nó lăn kéo nó. Phải hỏi ca sáng cho. Nhưng mà cái máy là được người khác làm cho sung sướng, vui vẻ đúng không? Và cũng có trải nghiệm đó gì ạ? Được người khác làm cho mình sung sướng và cũng là được sung sướng đổi chỗ cho nhau. Thế xin mời một bạn nào có cảm nhận là mình được làm cho người khác sung sướng thì thấy thế nào? Là bạn là Xuân Phong ạ. Dạ em với tôi thì cảm giác là cho người khác sung sướng và vui vẻ thì chính bản thân mình cần phải vui vẻ trước đầu tiên rồi ạ. Vì công việc của chúng ta là làm cho người khác được sung sướng vui vẻ, tức là làm giảm được sự vui vẻ. Dạ vâng. Khi mà làm cho người khác sung sướng vui vẻ thì chính là nguồn vui của mình đúng không ạ? Thế ngược lại có khi mà mình được người khác làm cho mình sung sướng vui vẻ thì sao ạ? Các bạn nào ạ? Các bạn nào ý kiến không? Đây là mình làm cho bệnh nhân đúng không ạ? Hay làm cho người khác được sung sướng vui vẻ thì mình cũng là sung sướng của mình. Nhưng ngược lại, nếu mà mình được người khác làm cho sung sướng vui vẻ thì mình thấy thế nào ạ? Nào, mời bạn lên. Nếu mà được người khác làm cho vui vẻ thì mình sướng. Mình cũng sướng. Cả hai bên cùng sung sướng vui vẻ đúng không ạ? Đấy là mục đích của chúng ta khi chúng ta học các ngành nghề y, điều dưỡng, dinh dưỡng hay là y tế công cộng, quản lý bệnh viện. Khi chúng ta làm cho bệnh nhân vui vẻ thì bản thân mình cũng vui vẻ đúng không ạ? Và khi mọi người làm cho mình vui vẻ thì mình cũng phân thích, có phải không ạ? Và rất là tốt. Trước khi đi phần tiếp theo thì cũng muốn hỏi các em sinh viên là các em mong muốn gì khi mà tham gia tọa đàm ngày hôm nay, để cuối buổi chúng ta xem là chúng ta có đạt được mong muốn của mình không. Nào, ba ý kiến nhanh nhất nào. Em mong muốn gì khi tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay? Em là Xuân Phong. Nhanh. Các bạn lên các bạn đặt câu hỏi nhé, không cần phải đứng lên cũng được. Nào em, khi tham gia tọa đàm ngày hôm nay mong muốn gì? Em muốn đi được một hướng đi sau này của mình. Còn, em học ngành y tế công cộng. Bạn học ngành y tế công cộng và sau buổi tọa đàm này muốn tìm được một hướng đi cho mình. Ý nữa chị có hỏi là câu hỏi cho các bác nhé. Ở đây có bác Bảng, bác là phó tiến sĩ và có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Bảng là phó tổng giám đốc bệnh viện có nhiều năm làm việc cho bệnh viện rồi sẽ giải đáp được cho bạn cái câu hỏi đó. Rồi ý kiến nữa là tìm được hướng đi cho mình. Còn bạn nào nữa ạ? Có bạn nào là người dưỡng không? Bạn nào là người dưỡng ạ? Khi tham gia buổi tọa đàm này thì em mong muốn có được đi hướng nghề nghiệp của mình cho đúng bạn. Nào cho nên điều dưỡng. Bạn đã chọn ngành điều dưỡng, tức là bạn sẽ làm công việc điều dưỡng rồi đúng không? Và tìm hướng đi của bạn là những bạn ra, bạn muốn làm việc ở một bệnh viện khác hay làm ở đâu đó. Đúng không ạ? Rất nhiều cơ hội cho bạn ở bệnh viện khác đúng không ạ? Nào có ý kiến nữa nào, các bạn có ý kiến gì không nào? Mong muốn gì khi tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay? Thêm một bạn nữa nào, em. Nếu như các bạn có sử dụng tiếng Anh thì sẽ lợi thế cho mình hơn.
bởi vì bệnh viện Đại Pháp rồi là bệnh viện quốc tế sẽ ưu tiên cho các bạn là tiếng Anh tốt. Vừa rồi có một số bạn đã xin tuyển vào bệnh viện Đại Pháp Hà Nội và tiếng Anh có TOEIC là 6.5 đúng không ạ? Có một bạn là 5.5, rất là tốt. Các bạn lưu ý là khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ vào ứng tuyển thì nó sẽ có hai phần. Phần ở trên để một trắng hết là phần đầu chúng ta được vào bệnh viện khi mà chúng ta bắt đầu ứng tuyển. Và khi nào chúng ta được nhận vào rồi thì chúng ta mới cần phải bổ sung những phần còn lại. Cơ bản chính nhất là chúng ta có đơn xin việc, CV và bản sao các bản đất của chúng ta có. Ở phần chứng chỉ hành nghề thì các bạn có thể trường là chắc chắn chưa có chứng chỉ hành nghề đúng không ạ? Slide này của tôi có gửi cho ban tổ chức của nhà trường. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho các bạn. Để chuẩn bị phỏng vấn, chuẩn bị đi làm, trước nữa chúng ta sẽ có một cái buổi tọa đàm với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Ngô Văn Bảng, có anh Lương Sami, mọi người có thể gọi tắt là anh Sami được ạ, và có thạc sĩ Vũ Thị Lâm là giám sát về điều dưỡng. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi kỹ hơn là khi chuẩn bị đi phỏng vấn là như thế nào. Đây là cơ hội cho các bạn có cơ hội làm việc tại bệnh viện Đại Pháp Hà Nội, đặc biệt là tòa nhà mới sắp sửa khai trương vào đầu năm tới ấy. Nhìn chung chúng ta chỉ có ba mục chính là thái độ, kiến thức và kỹ năng. Thái độ là thái độ bản thân chúng ta đối với công việc mà chúng ta đã lựa chọn. Nếu các bạn chọn công việc điều dưỡng thì như vừa rồi chúng ta đã có phần follow up đấy, là thái độ của chúng ta đối với làm cái công việc với khách hàng và với bản thân chính chúng ta, đúng không? Chăm sóc khách hàng. Về kỹ năng, nếu như chúng ta chưa có nhiều kỹ năng thì chúng ta sẽ có cơ hội để rèn luyện tại bệnh viện. Và kiến thức cơ bản là đương nhiên phải có, kiến thức ở nhà trường của chúng ta đã được học. Phần tuyển dụng chủ yếu sẽ đánh vào ba phần: thái độ, kiến thức, kỹ năng. Nhưng có một điểm rất lưu ý là cho dù kiến thức và kỹ năng của bạn rất giỏi nhưng thái độ của bạn không phù hợp thì cũng sẽ rất là khó chấp nhận. Chúng ta lưu ý ở đây là phù hợp. Và phần này tôi xin đi nhanh qua một chút để cho chúng ta có trong phần tọa đàm. Một phần lưu ý để chúng ta chuẩn bị khi đi làm. Trước khi đi làm là chúng ta nên đọc một số mục liên quan đến việc đi làm. Ở đây đã có ai đọc luật lao động chưa ạ? Một người giơ tay xem là ai đọc luật lao động chưa ạ? Chưa đọc luật lao động ạ? À, có một bạn đọc luật lao động rồi. Rất là tốt. Tại sao phải đọc luật lao động ạ? Chúng ta chuẩn bị đi làm rồi mà, đúng không ạ? Chuẩn bị đi làm rồi nên chúng ta phải nhớ là hãy đọc luật lao động. Và không cần phải đọc hết cả quyển từ đầu đến cuối đâu. Rất là dài, chúng ta chỉ cần đọc cơ bản nhất về hợp đồng lao động. Các quy định về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, kỷ luật vật chất. Đấy là những cái cơ bản nhất chúng ta nên tham khảo, nên đọc để biết là chúng ta cần chuẩn bị cái gì, đúng không ạ? Và nhất là khi đi phỏng vấn, bao giờ người ta sẽ có một câu hỏi đối với các bạn là các bạn mong chờ hay các bạn là mong muốn lương của bạn là bao nhiêu? Đúng không ạ? Có phải người ta sẽ hỏi đúng không ạ? Đã bao giờ đi phỏng vấn chưa? Luôn luôn có một câu đấy ạ. Và để trả lời được câu này, chúng ta nên tham khảo lương của các vị trí mà chúng ta chọn ở những đơn vị khác, hoặc là chúng ta xem trên tuyển Nam Quốc, để tránh trường hợp mà mình mong muốn bao nhiêu cũng được rất nhiều. Chia sẻ với bạn một câu chuyện nhỏ, tôi đã từng phỏng vấn một bạn xin vào vị trí nhân viên, mà khi phỏng vấn bạn là đến là bạn mong muốn mức lương của mình là bao nhiêu, nói rất tự tin và nói là em chưa có kinh nghiệm, em mới chỉ tốt nghiệp xong nên em chỉ cần lương 2.000 đô một tháng. Em chỉ cần là khi nào em có kinh nghiệm rồi thì em sẽ nhiều hơn. Với mức điều dưỡng mới ra trường thì 2.000 đô có phù hợp không ạ? Có phù hợp không các bạn? Thì nên chúng ta sẽ tham khảo mức lương của bệnh viện Đại Pháp ạ. 2.000 đô là mức lương mà khi nào chúng ta được mức lương đấy ạ? Sau một thời gian làm việc rồi đúng không ạ? Chúng ta lưu ý nhé, chuẩn bị những câu hỏi, những câu trả lời cho phần đi phỏng vấn. Đọc luật lao động, đọc luật bảo hiểm xã hội. Ở bệnh viện Đại Pháp Hà Nội sẽ có hơn những bệnh viện khác ở điểm là có được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm pháp luật ngay từ khi bắt đầu làm việc. Cho dù các bạn đi làm, bắt đầu được thử việc cũng đã được hưởng cái này rồi ạ. Rất là tốt cho chế độ của bạn và được chăm sóc sức khỏe toàn diện từ bảo hiểm bắt buộc cho đến bảo hiểm tự nguyện của bệnh viện, cho đến chương trình chăm sóc sức khỏe của nhân viên và người nhà của nhân viên tại bệnh viện miễn phí.
Một điều rất quan trọng là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, các bạn cũng cần tham khảo. Đối với những người làm công việc điều dưỡng, chúng ta phải lưu ý là những bạn mắc bệnh truyền nhiễm là sẽ không được nhận vào công việc này. Thế nên chúng ta phải định hướng rõ ràng. Đối với những nhân viên ngành y chúng ta thì chúng ta đặc biệt lưu ý là đọc tham khảo về luật khám bệnh chữa bệnh, tham khảo các thông tư liên quan về chứng chỉ hành nghề, về quy chế bệnh viện và bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Cái bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và quy chế bệnh viện này là dành cho các bạn đang học quản lý bệnh viện đó. Các bạn học quản lý bệnh viện là rất cần đọc và tham khảo cái mục này. Riêng về thông tư 41 quy định về các chứng chỉ hành nghề, ở đây các bạn đã được hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề rồi đúng không ạ? Các bạn không ạ? Các bạn nào có biết về chứng chỉ hành nghề không ạ? Bạn đã biết rồi giờ đây không ạ? Chưa biết ạ? Chúng ta lưu ý là đối với điều dưỡng chúng ta khi mà ra trường ấy là chúng ta chưa được hành nghề ngay rồi, mà chúng ta chỉ là thực hành nghề, chưa được hành nghề ngay. Theo quy định của luật khám bệnh, đối với điều dưỡng khi ra trường thì chúng ta phải thực hành nghề 9 tháng và phải đăng sở y tế. Thì sau khi 9 tháng thực hành nghề mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Nơi lý. Và sau khi cấp chứng chỉ hành nghề thì chúng ta mới được hành nghề ạ. Chính vì vậy cái mức lương của chúng ta cũng phụ thuộc vào việc chúng ta có chứng chỉ hành nghề hay chưa. Nếu có chứng chỉ hành nghề rồi thì mức lương nó sẽ... Đối với việc chưa có chứng chỉ hành nghề thì mức lương chúng ta sẽ ở mức khởi nghiệp nha. Đăng ký thực hành nghề thì chúng ta sẽ có theo mẫu ba loại mẫu này và chúng ta về tham khảo có nhìn thấy trên bảng ạ. Tất cả là theo thông tư 41 hết ạ, mọi người về đọc nhé. Luật khám bệnh chữa bệnh là thông tư 41 của Bộ Y tế, được chưa ạ? Luật khám bệnh chữa bệnh của Bộ Y tế và thông tư 41. Nếu bạn nào chưa biết thì về nên đọc ạ. Đối với bác sĩ thì 18 tháng thực hành nghề, đối với điều dưỡng, đối với kỹ thuật viên và đối với lưu học sinh chúng ta là 9 tháng thực hành nghề. Riêng phần chứng chỉ hành nghề này chúng ta lưu ý là không phải là cứ đi thực hành nghề 9 tháng là sau đó đương nhiên là được chứng chỉ hành nghề đâu ạ, mà chúng ta là phải nộp một bộ hồ sơ để xin chứng chỉ hành nghề. Một số đơn vị thì người ta sẽ yêu cầu bạn tự làm, và riêng đối với Bệnh viện Phát Hà Nội thì phòng nhân sự sẽ hỗ trợ các bạn làm việc này. Toàn bộ từ đầu đến cuối là phòng nhân sự sẽ hỗ trợ hết và hướng dẫn đầy đủ từng mục một. Với phần chuẩn bị đi phỏng vấn, chuẩn bị đi làm này, các bạn có hỏi gì không ạ? Không hỏi. Lưu ý nhớ là về chuẩn bị đọc luật lao động đúng không ạ? Đọc luật y tế, đọc về thông tư 41 để xem chứng chỉ hành nghề yêu cầu những cái gì đúng không ạ? Còn đối với các bạn mà học về quản lý bệnh viện thì đọc thêm quy chế bệnh viện, đọc thêm về tiêu chuẩn chất lượng, đúng không ạ? Cơ hội việc làm tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Các bạn có thể tham khảo trên website của bệnh viện là hsh.com.vn có đăng tuyển các vị trí hiện đang tuyển. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có địa chỉ số 1 Phương Mai, cạnh Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội chúng tôi có các chuyên khoa chính là nội, đa khoa, gây mê hồi sức, nhi khoa và sơ sinh, tim mạch can thiệp, nội thần kinh, hô hấp và dị ứng, tiêu hóa, da liễu, trị liệu tâm lý, chấn thương và chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, tiết niệu, phẫu thuật ổ bụng, tai mũi họng, sản và phụ khoa, mắt, điện quang và nha khoa, chỉnh nha. Đây là các chuyên khoa chính của bệnh viện. Slogan của bệnh viện là so close to you, rất gần với bạn. Bạn đã thấy gần với các bạn chưa ạ? Rất gần rồi đúng không ạ? Một số trưởng phòng rồi ban lãnh đạo của bệnh viện cũng đã ở đây. Hiện tại ở đây có tôi là thay mặt phòng nhân sự, cũng là phỏng vấn vòng đầu đối với các bạn. Vòng 2 đối với cuối điều dưỡng là đã có anh Sami và chị Lâm. Và vòng 3 là ban giám đốc sẽ phỏng vấn. Và trong ban giám đốc cả có bác Võ Văn Bản cũng đang ở đây. Rất là tiện cho các bạn, chắc là các bạn tọa đàm sẽ hỏi thoải mái đúng không ạ? Thông tin nhân sự và tuyển dụng hiện tại của bệnh viện. Đối với khối y tế thì bệnh viện đang tuyển các vị trí bác sĩ, vị trí điều dưỡng. Điều dưỡng này là có một số bạn ở trường mình đã tham gia rồi đấy, và đã trúng tuyển rồi đấy. Đang đợi chuẩn bị đi làm. Vị trí nữ hộ sinh, vị trí kỹ thuật viên,
Đây là vị trí trong khối y tế của bệnh viện Đan Phượng. Giới thiệu sơ qua một chút các bạn về gói chi trả của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đối với các vị trí điều dưỡng. Về lương, ở bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là có 8 bậc lương. Với vị trí điều dưỡng thì lương thấp nhất, vừa ra trường thấp nhất, chưa có kinh nghiệm chưa gì thì đã là 5 triệu rưỡi đến 10 triệu một tháng, tùy vào trình độ của các bạn khả năng tiếng Anh như thế nào, khả năng kiến thức về công việc như thế nào. Kỹ năng thì đương nhiên là phải qua thời gian thì mới có xác định được là kỹ năng của bạn như nào để điều chỉnh lương. Đây là mức lương từ 5 triệu rưỡi 10 triệu, không phải 2.000 đô đâu ạ, đúng không ạ? Các bạn thấy thế nào ạ? Có phù hợp với các bạn không ạ? Rất là vui khi thấy các bạn gần gần chuyên an toàn. Và điểm đặc biệt là các chế độ được áp dụng là bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp được áp dụng ngay từ ngày đầu các bạn vào làm việc. Và các loại bảo hiểm thì các bảo hiểm nội trú, bảo hiểm tai nạn, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và gia đình. Đặc biệt rất là ưu đãi khi có 12 ngày nghỉ phép trên một năm. Đối với các bệnh viện khác thì những điều dưỡng và thực tập tập sự đấy là sẽ không có ngày nghỉ phép, cũng không có lương ạ, chỉ có hỗ trợ thôi. Còn bệnh viện Pháp lương hết như nhân viên bình thường, có 14 ngày phép trong một năm. Ngoài ra còn có 6 ngày nghỉ ốm được hưởng nguyên lương 100%. Và có các cái chương trình hoạt động đi nghỉ hè, tiền nhân viên, các hoạt động khác và các tiền thưởng. Tất cả các chế độ này đều áp dụng cho các bạn như nhân viên bình thường, như nhân viên chính thức. Không có phân biệt là có chứng chỉ rồi hay chưa có chứng chỉ. Phần đào tạo, có đào tạo tại chỗ, các bạn yên tâm, chúng ta mới ra trường mới chỉ có học kiến thức trên nhà trường thôi, chưa có thực hành, nhưng cũng không lo. Khi vào làm bao giờ cũng sẽ có người giám sát để hướng dẫn các bạn cầm tay chỉ việc đại đào tạo tại chỗ, chứ không phải thả các bạn làm một mình đâu. Thì sẽ được đào tạo tại chỗ, đào tạo bên ngoài bệnh viện đối với những loại chứng chỉ mà ngành y họ yêu cầu. Và đặc biệt phần hỗ trợ các bạn điều dưỡng đăng ký xác nhận thực hành nghề cho nhân viên khối y tế. Khi các bạn làm việc ở bệnh viện Pháp là sẽ được đăng ký ngay từ đầu làm việc luôn với sở y tế là đang thực hành nghề tại bệnh viện. Bởi vì đối với việc thực hành nghề rất quan trọng, nếu các bạn đi làm mà không đăng ký là các bạn không được ghi nhận cái thời gian thực hành nghề, và không được ghi nhận thời gian thực hành nghề thì bạn sẽ không được cấp chứng chỉ nghề. Chính vì đây là một điểm ưu việt khi mà các bạn làm việc ở bệnh viện Pháp Hà Nội là sẽ được đăng ký với sở y tế ngay từ ngày đầu làm việc, và sau 6 tháng là các bạn sẽ được hỗ trợ để làm chứng chỉ nghề. Đó là phần cơ hội việc làm tại bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Rất là mong muốn các bạn ngồi đây hoặc là các bạn có thể truyền lại với nhân viên của mình, sau đây truyền lại với đồng nghiệp của mình, các cái bạn cùng lớp của mình, đặc biệt là khối điều dưỡng. Hiện tại bệnh viện Việt Pháp là từ giờ đến cuối năm là tuyển rất nhiều vị trí về điều dưỡng. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì xin phép được mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Bản sẽ chăm kỹ hơn về phần chuyên môn, và chúng ta sẽ bắt đầu phần tọa đàm với các bác.